Tối qua, tại sân khấu hồ nước nhà hát Cao Giang Lầu, Ban tổ chức Ngày hội Du lịch Nông nghiệp, Nông thôn và Sản phẩm ô cốp tỉnh Bạc Liêu năm 2023 đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thành Duy. Chương trình khai mạc Ngày hội Du lịch Nông nghiệp, Nông thôn và Sản phẩm ô cốp tỉnh Bạc Liêu năm nay được tổ chức với quy mô hoành tráng, đầu tư công phu. Với chủ đề Nông thôn Bạc Liêu, sức sống mới, diện mạo mới, chương trình gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần nghi thức khai mạc. Sau nghi thức khai mạc là phần văn nghệ chào mừng với 10 tiết mục ca múa nhạc, nội dung về tình đất, tình người, sự thay đổi của quê hương, vẻ đẹp tự nhiên trù phú của vùng đất Bạc Liêu đang gọi mời du khách gần xa. Chương trình là sự kết hợp giữa không gian sân khấu hoành tráng với âm thanh, ánh sáng hiện đại, chuyên nghiệp cùng với các video phóng sự, lời bình, hiệu ứng màn hình LED và với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, đoàn ca múa nhạc nổi tiếng trong và ngoài tỉnh. Qua buổi tổng duyệt, ban tổ chức đánh giá cao chất lượng của chương trình, song cũng cần lưu ý thêm một số hiệu ứng ánh sáng để tạo sự thu hút cho khán giả đến xem trực tiếp tại sân khấu. Chương trình khai mạc Ngày hội Du lịch Nông nghiệp, Nông thôn và Sản phẩm ô cốp tỉnh Bạc Liêu năm 2023 sẽ được chính thức diễn ra vào 19:30 tối nay và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu.